lưới của Đặng Văn Lâm đã tung lên. Một pha không chiến và cầu thủ mang áo số 9 Ode Đa Bác đã ghi bàn để cản phá. Tiếc cho Bùi Tiến Dũng, pha xử lý không tốt Sunny Risky. Hôm nay thì U22 Việt Nam ra sân trong bộ trang phục toàn đỏ bảo vệ phần sân phía bên tay trái. Đó là tình huống phạm lỗi của số 15 Sardin. Ngày hôm nay không có tiền đạo số 1 là Drafley, nhưng sự thay thế số 20 Osvaldo là một tiền đạo đang có phong độ tốt. Tấn tay. Đó là tình huống phạm lỗi của Thành Trung. Chúng ta cũng thấy là ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu thì diễn biến đang diễn ra rất căng thẳng. Người đã có pha cắt được bóng và dâng lên vừa rồi đó là số 18 Jarun. Điều chuyển của Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh không được. Quang Hải, Tiến Linh. Sunny, Asnawi, vẫn là Asnawi đưa chuyền. Một tình huống rất lực chụp của Bùi Tiến Dũng và như vậy là đã có bàn thắng đầu tiên dành cho Indonesia. Rất đáng tiếc cho Bùi Tiến Dũng, pha xử lý không tốt đã trao cơ hội và tiền đạo của Indonesia đó là số 16 Sunny Risky đã tận dụng thành công cơ hội này. Như vậy là trong cả 3 trận đấu đầu tiên của U22 Indonesia thì họ đều là những người mở tỷ số. Chúng ta hãy cùng xem lại một đường truyền phải nói là không thực sự quá khó, nhưng Bùi Tiến Dũng lại có một pha xử lý thiếu chắc chắn. Một bàn thua phải nói là đáng tiếc của U22 Việt Nam. Cả hai bàn thua của U22 Việt Nam đến lúc này tại SEA Games 30 đều có lỗi của các cá nhân. Là pha bóng vừa qua sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý thi đấu của Tiến Dũng. Rồi, cú sút vào! Không, đó là bóng đã đi ra ngoài khung thành. Rất đáng tiếc cho cơ hội của Hùng Dũng. Ngay lập tức đội tuyển U22 Việt Nam đã có lời đáp trả, nhưng chỉ thiếu một chút chính xác thôi. Một đường truyền rất nhạy cảm ban đầu của Trọng Hoàng. Quang Hải không có lỗi biết vị. Trọng Hoàng, tình huống đánh gót có phần hơi sâu của Quang Hải dành cho Trọng Hoàng. Đây là cơ hội phản công nhanh cho Indonesia. Đây là Dodi, khá nguy hiểm. Chúng ta cũng thấy là những tình huống phản công nhanh vẫn là Văn Hậu. Quả tạt của Văn Hậu và đấm bóng của thủ môn Nadio. Pha va chạm rất mạnh, nhưng đó là một pha treo bóng có ý đồ rất rõ ràng của Văn Hậu hướng về Trọng Hoàng. Cú dứt điểm không thành công thì gần như những pha lên bóng của U22 Việt Nam vẫn chưa thành công. Trọng Hoàng, cú đá từ xa của Trọng Hoàng. Đó là pha dứt điểm chính xác đầu tiên của U22 Việt Nam về phía thành của Nadio. Một cú ra chân rất nhanh của Trọng Hoàng. Và nếu như Nadio không chơi tập trung thì có lẽ tỷ số đã là 1-0 hai Indonesia. Người đã có pha can thiệp trước cú ngã người của Mila đó là Thành Trung và bị loại ngay từ vòng bảng. Quang Hải, hậu tấn tài đưa chuyền rất nhanh Trọng Hoàng. Đáng tiếc là pha không chơi bước một của Trọng Hoàng đã không hoàn hảo. Hoàng Đức, quả tạt bóng đã đâu. Tình huống trả bóng là của Trọng Hoàng. Và chắc chắn với sự có mặt của Hà Đức Chinh thì lối chơi của U22 Việt Nam cũng sẽ trở nên biến ảo hơn. Thua thì hai trận đấu tiếp theo của U22 Việt Nam sẽ rất khó khăn. Hà Đức Chinh đưa chuyền, Tiến Linh. Pha xử lý rất bình thường của Tiến Linh. Quá đáng tiếc cho pha dứt điểm của Quang Hải. Ngay sau khi vào sân thì Hà Đức Chinh đã tạo ra được một tình huống lên bóng rất đáng quan tâm của U22 Việt Nam. Hùng Dũng, Hà Đức Chinh và quay người
sẽ có thêm thẻ vàng dành cho U22 Việt Nam và dành cho Hà Đức Chinh. Và xoay người của số 16 Sani Rizky là người đã mở tỷ số cho các cầu thủ U22 Indonesia trong hiệp 1. Hà Đức Chinh pha đánh góc rất vừa tầm với Trầm Hoàng đưa chuyền thôi. Rất đáng tiếc cho pha bằng vào dứt điểm vừa rồi. Cô đã đau vào. Đó là thành công, tỷ số được cân bằng 1-0. Đó là những gì mà tất cả chúng ta đang chờ đợi trong hơn 60 phút vừa qua của trận đấu. Niềm tin đã trở lại trên các khán đài và với toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nếu như trong hiệp 1 chúng ta có rất nhiều những tình huống phạt góc không mang lại hiệu quả, thì ở lần này bộ đôi của câu lạc bộ Hà Nội Hùng Dũng và Thành Trung đã mang về bàn gỡ hòa 1-0. Một thời điểm hết sức quan trọng để đội tuyển U22 Việt Nam có được bàn thắng gỡ hòa. Bây giờ thì chắc chắn rằng tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang sống dậy sự hy vọng, niềm tin. Vừa rồi cũng là bàn thua đầu tiên của U22 Indonesia tại kỳ SEA Games lần thứ 30 này. Một cách để vượt qua khó khăn. Một đều rồi. Thêm một tình huống mà Bùi Tiến Dũng đã khiến cho chúng ta cảm thấy đứt thót tim. Nhưng ngày hôm nay thì bàn thắng của Thành Trung đến từ một hậu vệ có một vai trò rất quan trọng. Tiến Linh, cơ hội tấn công dành cho U22 Việt Nam vẫn là Tiến Linh. Nhưng rất đáng tiếc là Tiến Linh đã phạm lỗi với đối phương. Đã có những tình huống nóng nảy xảy ra không đáng có. Tìm kiếm bàn thắng thì các cầu thủ U22 Indonesia cũng đã có một phương pháp tương tự như biện pháp vừa qua họ làm đối với Tiến Linh. Hành động khiêu khích được khởi xướng đến từ đội trưởng Andy Setio. Chúng ta đã thấy rõ được ở pha quay chậm, Tiến Linh đã cho thấy được sự quyết tâm rất lớn của mình với tình huống đi bóng va chạm với đến hai chiếc áo trắng. Cú sút khá đáng tiếc. Đó là tình huống bắt vô lưới sống của Hoàng Đức. Cho đến thời điểm này thì những pha xử lý của Hoàng Đức vẫn đang mang lại những cảm giác rất tốt. Đường chuyền đâu? Đó là pha cắt mặt của Thành Trung. Những pha lên tham gia không chiến của Thành Trung đang để lại những ấn tượng nhất định. Hoàng Đức, cú đá từ xa. Đó là một cú ra chân đầy bất ngờ của Hùng Dũng. Ở trong hiệp đấu thứ hai này thì vai trò của Hùng Dũng đã thực sự phát huy. Anh không chỉ là người cầm nhịp, không chỉ là người kiến tạo, mà Hùng Dũng giờ đây còn tạo ra được sự bất ngờ từ những pha dứt điểm của mình. Quân bài tẩy đó chính là Hùng Dũng. Đưa chuyền tầm thấp, Tiến Linh. Coi không vào. Rất đáng tiếc cho Hà Đức Chinh. Vừa rồi tưởng chừng như tỷ số đã là 2-1. Chúng ta hãy cùng xem lại hai pha dứt điểm của bộ đôi tiền đạo Tiến Linh và Đức Chinh. Một cú đánh gót phải nói là rất cảm giác. Nếu như thành bàn thì đó chắc chắn là một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt của Hà Đức Chinh. Việt Nam trong 3 phút này. Thêm một đôi chuyền. Hoàng Đức, cú đá từ xa. Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Đó là Hoàng Đức. Tỷ số là 2-1. Tỷ số là 2-1, tuyệt vời. Một cú đá phải nói là mang tính đột biến quá cao. Và như vậy là Nadeo đã lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng quý hơn vàng của Hoàng Đức. Và chúng ta đã ngược dòng. Hoàng Đức ngày hôm nay với những gì mà cầu thủ áo số 14 của U22 Việt Nam đã thể hiện, anh xứng đáng có được bàn thắng quyết định này. Bàn thắng tuyệt vời. Chúng ta một lần nữa được xem lại siêu phẩm của Hoàng Đức. Đủ không gian và thời gian để thực hiện một cú Nada Bắc vào lưới khung thành của Nadeo. Những sự kiên nhẫn, sự bình tĩnh và quyết tâm của cao trò Lê Văn Hàng Sơ đã mang về bàn thắng 2-1. Một màn ngược dòng rất tuyệt vời của các cầu thủ áo đỏ.
là những gì mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất mong chờ. Ở thời điểm này chúng ta đã có những thời khắc bùng nổ trong hiệp 2. Kiên định đó đã được tưởng thưởng bằng một bàn thắng phải nói là siêu phẩm của Hoàng Đức. Tiến Linh, cơ hội cho Tiến Linh, cơ hội, cơ vào. Tiến Linh là bỏ lỡ một cơ hội qua đáng tiếc. Chúng ta cũng thấy sự tiếc nuối của Tiến Linh. Bàn thắng đã đến rất gần rồi. Chỉ tiếc là một pha đặt lòng có phần hơi vội vàng của Tiến Linh. Số này thêm một cơ hội phản công. Phải nói là những giây phút rất bùng nổ của U22 Việt Nam. Ở thời điểm này đúng là chúng ta đang có rất nhiều những cá nhân nổi bật. Và tiếng còi của trọng tài ông Majed Mohamed đã vang lên. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng U22 Việt Nam đã ngược dòng thành công. Hai bàn thắng của Thành Trung và đặc biệt là Hoàng Đức ở trong hiệp đấu thứ hai đã mang về chiến thắng cho U22 Việt Nam. Bên phía tay trái màn hình của các bạn, trong khi đó đội tuyển U23 Palestine sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải. Tin đã cắt bóng rất nhanh. Lỗi rồi. Rất tốt. Công Phượng. Một cú sút thẳng của Công Phượng, tuy nhiên bóng đi không chính xác. Chúng ta có thể thấy là về thể hình U23 Palestine đang chiếm ưu thế so với U23 Việt Nam. Những cầu thủ cao to, người đá ở vị trí trung tâm. Lệch phải là Duy Mạnh và lệch trái là hậu vệ Bùi Tiến Dũng đang chơi cho câu lạc bộ ở Viettel. Anh Đức rất tốt, đường chuyền Công Phượng, rồi sút đi, không được. Bóng vẫn trong chân cầu thủ Palestine. Rất nguy hiểm. Như vậy là lưới của Đặng Văn Lâm đã tung lên. Một pha không chiến và Đa Bác đã ghi bàn. Cầu thủ mang áo số 9, Ode Đa Bác đã ghi bàn. Một pha đánh đầu vào góc gần và Văn Lâm không thể cản phá. Tỷ số là 1-0 nghiêng về đội khách. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng này của Palestine. Đình Trọng không thể áp sát và cản phá tình huống này. Đa Bác có chiều cao quá tốt. Một cú đánh đầu khó đối với Văn Lâm. Văn Lâm đã bay người hết cỡ rồi. Chơi không đến nỗi tồi. Xuân Trường, Công Phượng rất tốt. Vẫn là Công Phượng. Quang Hải, Văn Quyết, Xuân Trường, Đoàn Văn Hậu, Anh Đức rất tốt. Văn Quyết sút đi, không được. Lưu Xuân Trường, đường truyền của Lê Xuân Trường. Rất tiếc là đã có lỗi việt vị. Hà Đức Trinh. Rất nguy hiểm. Bùi Tiến Dũng đã bọc lót rất tốt. Và đánh gót ngẫu hứng của Văn Thanh. Công Phượng, Anh Đức sút. Anh Đức đã ghi bàn. Phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1 và Anh Đức đã ghi bàn. Văn Thanh, Công Phượng đã có những pha phối hợp rất mượt mà để Anh Đức ra chân trái tung một cú sút có thể nói là hiểm hóc vào thủ môn bên phía Palestine. Rất tốt.
chắc chắn là bàn thắng này sẽ ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh Đức đã ghi điểm trong mắt của huấn luyện viên Park Hang-seo với bàn thắng rất đẹp vừa rồi. Niềm vui của người hâm mộ Việt Nam, lá đại kỳ một lần nữa tung bay trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng của anh Đức. Công Phượng ghi bàn. Xin lỗi bạn, Công Phượng kiến tạo và anh Đức ghi bàn thắng. Cú sút rất hiểm hóc của tiền đạo đang chơi cho BKMX Bình Dương. Công Phượng đi bóng quá dẻo, anh vặn sườn hậu vệ đối phương và truyền cho anh Đức. Anh Đức đỡ lại một nhịp và rất bình tĩnh. Sẽ có một quả đá phạt cho U23 Việt Nam. Và chúng ta cùng chờ xem ai sẽ là người thực hiện pha đá phạt này. Xuân Trường và Quang Hải đang là những người đứng trước bóng. Ở góc sút này, Quang Hải hoàn toàn có thể sút thẳng. Khoảng cách là gần 30m. Quang Hải đang rất tập trung. Sút! Không được. Bóng đi không chính xác. Văn Quyết và Văn Hậu. Vẫn là Văn Hậu đứng chuyền vào. Vẫn còn Văn Thành. Quang Hải. Công Phượng dứt điểm. Siêu tầm của Công Phượng. Một pha sút bóng quá đẹp của tiền đạo bên phía câu lạc bộ đang chơi cho Hoàng Anh Gia Lai. Siêu phẩm. Bàn thắng này chắc chắn sẽ đem lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. 2-1 cho U23 Việt Nam. Công Phượng quá hay. Lá đại kỳ một lần nữa tung bay trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đường chuyền của Quang Hải. Công Phượng không chia bóng và sút quá đẹp. Một pha hạ bóng đúng tầm chân và tung ra một cú sút quyết đoán của Công Phượng. Một cú sút mà thủ môn bên phía và Hà Đức Trình. Không, đó là Lê Văn Sơn. Cầu thủ mang áo số 30 Lê Văn Sơn. Rất nguy hiểm. Bóng vẫn còn. Vẫn là thủ Palestine. Rất tốt. Văn Lâm đã sửa sai bóng. Một đường lên bóng bên phía cánh trái. Văn Sơn rất tốt. Khá nguy hiểm. Như vậy là Hà Đức Trinh sẽ vào sân thay cho Công Phượng. Đội trưởng Văn Quyết vẫn sẽ có mặt trên sân. Hà Đức Trinh thay Công Phượng và rất hay. Mặt tại sân vận động Mỹ Đình, có thể nói đến lúc này là đã hài lòng với những gì mà U23 Việt Nam thể hiện. Văn Quyết đá phạt. Quang Hải. Rất tốt. Quang Hải. Hà Đức Trinh tốc độ. Từ ở băng ghế huấn luyện, khi có những bàn thắng thì ông Park cũng ăn mừng rất rất cuồng nhiệt.
dựa trên tính tập thể. Tiền vệ trung tâm ở câu lạc bộ Hà Nội thì Quang Hải thường xuyên được bố trí ở vị trí tiền vệ công trong sơ đồ 3 tiền vệ. Bóng đi. UEFA Palestine không nhiều bài tấn công, tất cả mọi đường bóng đều nhắm đến tiền đạo mang số 9 Dabak. Bóng trong chân các thủ UEFA Việt Nam, Quang Hải. Rất nguy hiểm, một đường lên bóng của các thủ Palestine. Tuyến 2, không vào. Trận đấu sẽ có 4 phút bù giờ. Rất nguy hiểm. Nguy hiểm. Rất tốt, Văn Lâm. Như vậy là